Bích Thảo xin kính chào quý vị khán giả của Đài Việt TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại Sài Gòn Performing Arts Center thuộc thành phố Fountain Valley để tham dự vào đại nhạc hội Tạ ơn Trên, Người vẫn thương người do Hội bạn Người Cùi tổ chức. Và đây là lần thứ 23 đại nhạc hội được diễn ra nhằm mục đích gây quỹ giúp đỡ cho những bệnh nhân phong cùi tại Việt Nam. Và để tìm hiểu thêm về chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi một vài hình ảnh sau đây. Hội bạn Người Cùi, một tổ chức vô vì lợi ở California mà một nhóm anh chị em thiện nguyện đã xả thân làm công quả. Tổ chức được thành lập vào năm 1995 và cho đến nay hội đã giúp đỡ khoảng 4.500 bệnh nhân phong cùi tại 38 trại cùi lớn nhỏ từ miền Nam ra tới miền Bắc xuyên suốt 23 năm nay. 23 năm, con số không dài cũng chẳng ngắn, nhưng nếu so với bề dày kinh nghiệm hoạt động giúp đỡ những người neo đơn, bất hạnh như hội bạn Người Cùi thì đó chẳng phải là chuyện nhỏ. Đó là một cái niềm hãnh diện và niềm vui của chúng ta đã làm một cái công việc rất là bác ái, vui nhưng không quên cái tâm tình bác ái để thương giúp tới những đồng bào đau khổ về bệnh hoạn, chứng bệnh phong tại quê nhà. Và tôi cũng hy vọng là những quý vị không thể đến được ngày hôm nay thì quý vị có thể tiếp tay với chúng tôi bằng cách là gửi những cái sự ủng hộ của quý vị về cho hội. Đại nhạc hội năm nay nhận được sự tham dự của đông đảo các nghệ sĩ như Thanh Thúy, Hồ Hoàng Yến, Nguyên Khang, Mai Lệ Huyền, Ngọc Đan Thanh và vân vân. Trước tiên là con cũng xin cảm ơn quý ân nhân đã tạo điều kiện cho con để làm cánh tay nối dài từ hội đến những anh chị em bệnh nhân phong ở Việt Nam, đặc biệt là ở Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long mà con đang phụ trách. Hai con cũng xin hai lời cho tất cả các anh chị em bệnh nhân phong mà con đang giúp. Xin chân thành cảm ơn hội đã dùng cái đồng tiền của mình để mà đóng góp cho các anh chị em bệnh nhân phong có được cái chén cơm, manh áo, có được cái căn nhà họ ở và con cái họ cũng được học hành. Con xin thay lời cảm ơn cho các bệnh nhân phong và con cũng xin cảm ơn là đã tạo điều kiện cho con làm việc hơn 10 năm nay. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một vài hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được tại đại nhạc hội Tạ ơn Trên, Người vẫn thương người lần thứ 23 do Hội bạn Người Cùi tổ chức. Và như quý vị cũng đã thấy, đã có rất là đông quý đồng hương cũng như là những mạnh thường quân đã có mặt tại đại nhạc hội ngày hôm nay rất sớm. Và sự có mặt của quý vị đã nói lên tấm lòng của người Việt tại hải ngoại đối với những đồng bào bất hạnh tại Việt Nam, cũng như là thay mặt cho những bệnh nhân phong cùi đầy bất hạnh Tạ ơn Trên. Và nếu quý vị muốn đóng góp thì hãy liên lạc về với Hội bạn Người Cùi. Bích Thảo tường trình từ thành phố Fountain Valley, Nam California.